cái loại vô dụng. Có mỗi cái việc như thế mà không làm được à? Nhưng mà tôi đã làm gì sai mà sao anh lại tức giận với tôi như vậy? Cái việc tồn tại của cô ở đây đã là một cái sai lầm rồi, cô hiểu chưa? Anh đúng là quá đáng mà. Dù cho cùng ấy, anh cũng chỉ là một kẻ không ra gì thôi. Thằng danh con này, mày còn dám cãi hả tao hả? Cái loại phụ nữ đã không biết để suốt ngày ở nhà ăn bám chồng mày, mày thái độ như ai đấy hả? Khóc lóc ít thôi, người ta nhìn người ta biết, người ta cười vào mặt cho đấy. Cái sự xuất hiện của anh ở đây mới là trò cười lớn nhất đấy. Lại là cái thằng nào nữa? Biết tao là ai mà lại xen vào chuyện của tao? Tôi chỉ là nhân viên phục vụ của nhà hàng này thôi. Nhưng mà thấy những việc anh làm với vợ của mình nó trướng tai gai mắt quá, cho nên tôi phải lên tiếng. Anh nhìn lại bản thân của mình xem có xứng đáng là một thằng đàn ông không? Cứng mồm quá nhờ. Được rồi, để tao xem mày bản lĩnh bao nhiêu. Anh nói cho anh biết nha, tôi là cao thủ Võ Vi Nam đấy. Cũng lâu rồi tôi cũng chưa được khởi động gì nhiều vì không tìm được đối thủ xứng tầm. Không biết là anh có mới khởi động một chút. Mày hôm nay đấy nha. Hôm nay tao đang bị cảm. Hôm khác tao gặp mày đừng có trách. Còn nhớ nữa, đi về nhà giặt quần áo nấu cơm cái thứ đi. Tao về mày chưa xong đừng có trách mày. Cô ơi, cô có sao không? Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Cô cần tôi giúp gì không? Thôi, tôi không cần đâu ạ. Trang Anh, là em sao? Tôi không phải là Trang Anh đâu, anh nhận nhầm người rồi. Khoan đã, Trang Anh! Danh con kia đi đâu mà giờ này vẫn chưa về đấy? Mày định trốn như này, không dễ như thế đâu nha! Không, mình không thể ra đấy được, anh ta sẽ giết mình mất. Phải làm thế nào bây giờ? Nhà đang bao việc, mất tiền nói luôn đấy. Kèo mới à? À, có thế ok mà. Ừ, giờ thế thì sang ngay nhé. Ừ, giờ thì đợi ý. Anh không biết rằng đây là thật hay mơ nữa. Không ngờ có một ngày anh lại trao nhẫn cho em thế này. Đây là thật, không phải mơ đâu. Cuối cùng thì chúng ta cũng chính thức là vợ chồng rồi. Anh sẽ luôn yêu thương em và ở bên cạnh em và nắm tay em đi đến cuối đời, và không cho phép em có cơ hội nói lời chia ly, được không? Được, em bằng lòng. Trang Anh, anh không ngờ là có ngày anh lại gặp lại được em. Tại sao em lại xuất hiện trong cái lúc mà anh đã dường như anh đã quyết tâm quên đi em rồi? Bây giờ em muốn anh phải làm sao đây? Có lẽ là em đã không hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới. Nhưng tại sao? Tại sao em lại trở thành bộ dạng như vậy cơ chứ? Không, cô ấy đã phản bội mình để đến với một người đàn ông khác. Như vậy mình cần gì phải luyến tiếc chứ?
Thế em bỏ qua cô ấy đi, tập trung cho bản thân mình hơn. Alo, tôi đây. Ai đấy? Giận anh luôn đấy. Cả vị hôn thê sắp cưới cũng không lưu số điện thoại à? À, là My đây à? Bây giờ anh mới nhớ đến em à? Ghét thật. Em gọi cho anh có việc gì không? Không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh được à? Sao anh chẳng có chút nào vui mừng thế? À, anh không... Thôi được rồi, báo cho anh biết tin này. 3 ngày nữa em sẽ lên máy bay về nước. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp được nhau. Thế thời gian mà em về là khoảng lúc nào? Để anh sắp xếp đón em. Em cũng không biết, chắc là chuyến bay bị trễ đấy. Đến lúc đấy em sẽ gọi cho anh, nhớ ra sân bay đón em đấy nhá. Ừ, anh biết rồi. Được rồi, em không làm phiền anh nữa, bye anh. Mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Hiện tại My mới là vợ sắp cưới của mày. Còn Trang Anh, cô ấy đã có chồng khác rồi. Phải quên cô ấy đi chứ. Mình gặp ảo giác à? Hay là có ma? Chắc là hầm. Ban ngày ban mặt làm gì có ma. Chắc là đêm qua mất ngủ này xong rồi không tỉnh táo đây. Ơ, anh ấy đâu mất rồi? Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Trang Anh. Này em à? Trang Anh, sao nó bỏ đi rồi? Trang Anh, Trang Anh, em có sao không? Trang Anh, em có làm sao không? Trang Anh, bị làm sao thế này? Tỉnh lại đi, Trang Anh. Sao căn phòng này nhìn quen thế nhở? Có phải mình đang nằm mơ không? Chắc là bị ảo giác rồi. Sao cô lại ngồi dậy? Bác sĩ bảo là cô vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Anh Toàn, là anh thật à? Là anh đây. Không được đâu. Tôi với anh bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa rồi. Chúng ta nên giữ khoảng cách. Tại sao bây giờ cô lại ra nông nỗi này? Chẳng phải cách đây 3 năm khi mà ly hôn với nhau ấy, cô có nói với tôi là dù không có tôi, cô vẫn sẽ sống tốt cơ mà. Thì như anh thấy rồi đấy, bây giờ tôi cũng đã có chồng rồi mà. Nhưng cái tên đó đích thị là một thằng đàn ông rồi. Và ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tôi lấy một người đàn ông như thế đã vừa lòng anh chưa? Anh nhìn cái hạng đàn bà như tôi bị như vậy, anh hài lòng lắm đúng không? Tôi không hề có ý như thế, cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm á? Vậy ý của anh là gì? Thôi, tôi không muốn đôi co với cô thêm. Tạm thời cô cũng nghỉ tạm ở đây. Không rồi, không thể về với chồng tôi. Tôi đã nói rồi mà, người cô vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Và chồng của cô, hắn ta đi cờ bạc rồi. Hắn ta không quan tâm gì cô đâu. Bây giờ cô mà về đó ấy, cô sẽ lại bị đánh tiếp và bị moi tiền tiếp mà thôi. Sao anh biết chuyện đấy? Tôi là chủ tịch cả một công ty đấy. Tôi thiếu gì mối quan hệ. Tôi chỉ cần ra lệnh một cái thôi là tất cả thông tin về em suốt mấy năm qua tôi đều có hết. Tôi quên mất. Tôi quên mất anh là chủ tịch. Anh muốn biết cái gì mà không được chứ. Tạm thời cô gửi lại đây đi. Còn tôi sẽ ra ngoài phòng khách để ngủ tạm. Cần gì thì gọi tôi nhé. Cuối cùng thì mình cũng được gặp anh ấy rồi. Không biết là anh ấy có bất ngờ khi mình xuất hiện ở đây không nhỉ? Cô là ai mà lại xuất hiện ở đây thế? Vậy cô là ai mà xuất hiện ở đây? Tôi phải chắc chắn cô là người tốt, không có ý đồ xấu thì tôi mới cho cô vào nhà được. Ok, cô nói chuyện cứ như là chủ nhà ấy nhỉ? Được rồi, thì tôi nói cho cô biết nhá. Tôi là vợ sắp cưới của anh Toàn. Như thế đã đủ tư cách để xuất hiện ở đây chưa? Vậy tôi có nghĩa
cô là phu nhân chủ tịch à? Mong cô thông cảm, mời cô vào ạ. Nhưng mà cô là ai mà lại ở trong nhà của anh Toàn thế? À, tôi là em họ của anh ấy. À, úi giời, hóa ra là em họ à? Làm cứ căng thẳng từ nãy với nhau làm cái gì? Thế anh Toàn đâu? Dẫn chị đi gặp anh ấy nhá. Anh ấy mới ra ngoài có chút việc rồi, có gì chị vào nhà trước đi ạ. À, ôi nhở, chị quay mắt, thôi để chị vào nhà đợi cũng được. Em mời chị uống nước ạ. Cảm ơn em. À, ở nhà anh Toàn, em không cần phải khách sáo với chị như thế đâu. Dù sao thì trong nhà này, chị cũng sớm được coi là bà chủ rồi còn gì. À mà tháng sau bọn chị sẽ tổ chức đám cưới ở Bali đấy. Mới nghĩ đến thôi, chị đã thấy háo hức, hồi hộp rồi. Vậy chúc mừng chị nhá. Ừ. Thế hôm đấy em nhớ phải đến dự đám cưới đấy nhá. Chị sẽ tung hoa, coi như là một lời chúc mừng cho em sớm tìm được nửa kia của mình. À, à, em sao thế? Ôi trời, ôi tôi chết. Em có sao không? Sao bị như thế này mà lại không nói gì với chị? Em không sao đâu ạ. Trang ơi, em bị làm sao thế này? Sao thành ra như thế? Em không sao đâu ạ. À, anh Toàn, chuyện là chảy nhiều máu thế này bảo là không sao à? Xong rồi đấy. Trong thời gian tới, em đừng làm việc gì nặng, ảnh hưởng tới vết thương nhé. Vâng, tôi cảm ơn anh. Anh Toàn, từ nãy đến giờ, anh vì đứa em họ này mà không đếm xỉa gì đến em hết cả. Anh quá đáng lắm rồi đấy nhá. Em họ gì cơ? À, thì cô ấy bảo cô ấy là em họ của anh mà. Thế không phải à? Vậy cô ấy là ai? Cô ấy là vợ cũ của tôi. Sao cơ? Là vợ cũ của anh nhá? Không thể nào. Tôi xin lỗi cô nhé, bởi vì tôi sợ cô hiểu nhầm cho nên tôi mới nói dối như vậy. Chứ thực ra tôi với anh ấy không có gì với nhau đâu ạ. Đúng vậy, tôi tình cờ gặp cô ấy bị ngắt ở trên đường nên tôi đưa cô ấy về đây nghỉ tạm thôi. Và tất cả những cái chuyện này nó cũng chỉ là trùng hợp và tình cờ thôi. Cô cũng thật là, chuyện đấy tại sao lại không nói với tôi, giấu tôi làm gì? Thậm chí lại còn làm tay bị thương như thế này nữa chứ. Cô cũng thật là, tôi đâu phải người nhỏ mọn như vậy đâu. Hai người yên tâm đi. Dù sao thì đây cũng là chuyện quá khứ rồi. Em biết, nhưng mà em sẽ không để tâm đâu. Ngược lại là cô ấy, chắc là từ sau khi cô ly dị với anh Toàn, cô đã phải sống rất khổ sở đúng không? Cảm ơn cô đã thông cảm cho tôi. Đúng thật là tôi có một chút khó khăn, nên là anh ấy cũng chỉ tiện đường giúp đỡ thôi. Chắc là bây giờ tôi sẽ đi ngay ạ. À, thôi, cô không cần phải đi vội đâu. Cô làm như thế khác nào tôi là vợ sắp cưới mà lại nhỏ mọn với cả vợ cũ của chồng của mình đúng không? Đúng không anh? Anh không ngờ là em lại hiểu chuyện như vậy. Vậy thì anh yên tâm rồi. Thôi, hai người cứ nói chuyện với nhau tiếp đi nhé. Anh vừa về mà đã đi đâu rồi à? Anh về lấy một chút tài liệu quan trọng rồi đi công ty ngay bây giờ đây. Bởi vì anh để quên ở nhà mà. Vâng, vậy anh đi cẩn thận nhé. Ra cô là loại lẳng lơ đến như thế à? Đã ly hôn rồi mà vẫn còn giở trò để bám lấy chồng cũ nữa. Mấy cái thủ đoạn đấy của cô không qua được mắt tôi đâu. Còn bây giờ mau cút ra khỏi đây đi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý cô rồi. Được, tôi sẽ đi ngay ra khỏi đây. Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn nói cho cô biết, tôi không phải là cái loại người như cô nghĩ đâu. Tao không ở đây thở đâu. Hay là mày bị cái thằng chồng cũ của mày hớt mất hồn rồi cho nên là bây giờ không muốn tỉnh táo hả? Anh nói gì đấy? Tôi không hiểu gì cả. Tao còn chưa nói chuyện xong mà. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Tao vô tình biết được một bí mật này khá là hay. Cái thằng chồng cũ của mày hóa ra nó là cái thằng giàu có. Thế mà nó cứ phải giả vờ nghèo khó phải làm phục vụ cơ đấy. Sao anh lại biết được chuyện đấy?
Sáng nay tao tình cờ đi ngang qua công ty của nó, thấy nó đi ra và có một cái thằng trợ lý cũng chạy ra và gọi nó là chủ tịch. Bên này là tao biết tao lại có thêm tiền để đánh bạc rồi. Không được, anh không được gọi tiền anh ấy. Vỡ còn quan tâm với chồng cũ quá nhở. Mày quên mất là bây giờ mày đang có thằng chồng khác rồi. Không, anh không phải là chồng của tôi. Tôi với anh không hề đăng ký kết hôn. Tôi với anh không phải là vợ chồng hợp pháp. Nhưng con mẹ mày nợ tiền của tao và bán mày cho tao rồi, mày hiểu chưa? Nếu như không thích làm vợ ấy thì làm lô đấy cho tao nhá. À, quên mất một cái này nữa. Anh vừa chợt nhớ ra mà, mình chưa làm chuyện vợ chồng đáng lẽ phải làm. Cho nên là em không công nhận anh. Ok, hôm nay sẽ chiều em. Hôm nay sẽ cho em biết thế nào là vợ chồng nhá. Em muốn làm gì? Mình vui vẻ với nhau một tí nhá. Anh làm cái gì đấy? Anh tránh ra. Anh tránh ra đi, nếu không tôi sẽ đồng đấy. Lại là con dao này. Bài này nó cũ quá rồi. Có bài gì nó mới hơn không? Bây giờ tao thách mày, tao cho mày thêm tiền đấy. Mày có dám đâm không? Đâm đấy. Nếu vậy thì tôi sẽ đâm tôi. Mày dám á? Có gì mà tôi không dám chứ. Bây giờ tôi cũng còn gì để mất nữa đâu. Tao là thua bạc mấy chục triệu rồi. Nếu như bây giờ mày không nghe tao, tao sẽ bán ra cho thằng khác để tao lấy tiền đấy. Bán cho anh hay là bán cho người khác thì cũng như nhau cả thôi. Chi bằng ấy, để tôi chết luôn ở đây đi cho rồi. Đơn giản thế á? Bố mẹ mày sao? Tao nói cho mày biết, nếu như mà mày chết ấy, thì đến lượt ông bà già mày tao sẽ đến tận nơi tao tìm đấy. Toàn ơi! Toàn! Ai đấy ạ? À? Bác đến mà không thông báo trước làm cháu bất ngờ quá ạ. Cái con bé này về nước khi nào mà không báo với bác một tiếng? Để bác xem nào. Ôi, dạo này nhìn cháu xinh lên nhiều lắm đấy. Bác nói thế làm cháu ngại quá. Ừ, con này ngại cái gì chứ, sắp thành con dâu của bác rồi. Tuy là lúc đầu cũng hơi chút khó khăn, nhưng mà cuối cùng ấy, thằng Toàn cũng đã đồng ý rồi còn gì. Cháu sợ là cháu không thể trở thành con dâu của bác được rồi ạ. Sao con lại nói như thế? Có phải thằng Toàn nó từ chối à? Anh Toàn anh ấy không nói thế. Nhưng mà tự nhiên vợ cũ của anh ấy quay lại, lại còn trơ trẽn muốn cướp lại anh Toàn nữa cơ ạ. Sao nó dám đến đây chứ? Bác đã cấm nó tuyệt đối là không được đến đây rồi cơ mà. Từ sáng nay cháu đã thấy cô ấy ở đây. Chắc là cô ấy đã ở đây từ đêm qua rồi ạ. Nhưng mà sao tự nhiên nó lại ở đây? Mà ai cho nó vào nhà? Cháu không biết nữa. Cháu chỉ sợ là anh Toàn nghe cô ta nói nhiều rồi lại mềm lòng và trúng kế của cô ta thôi ạ. Đúng là âm hồn bất tán mà. 3 năm trước bác đã phải tốn nhiều công sức mới tống cổ được nó ra khỏi nhà. Bây giờ ấy, bác không thể chấp nhận cho nó quay về giở cái thói hồ ly đấy ra đâu. Nhưng nhỡ anh Toàn mà mềm lòng thì sao ạ bác? Thằng Toàn thì làm được cái gì chứ? Cái con nhỏ này nó không biết đẻ. Nó lấy con nhà bác 3 năm rồi mà không sinh được cho bác một đứa cháu. Cái thời gian đấy tình cờ bác biết được nhà nó khó khăn, nên là bác đã cho nó một số tiền lớn ép nó phải ly hôn với thằng Toàn đấy. Bác ơi, nếu như bây giờ cháu mà lấy anh Toàn mà mãi không có con thì có phải là bác cũng ghét bỏ cháu đúng không ạ? Sao lại nói đến chuyện xui xẻo như vậy chứ? Thật ra ngay từ lúc ban đầu ấy, bác không đồng ý cho nó làm con dâu của bác đâu. Thật ra ngay từ đầu ấy, bác đã chấm cháu làm con dâu của bác rồi. Nhưng mà tại cái thằng Toàn cứ kiên quyết đòi lấy nó bằng được. 3 năm nay anh Toàn lúc nào cũng hờ hững với cháu. Chắc là anh ấy vẫn còn thương nhớ cô ta đấy ạ. Nó thương nhớ thì đã sao? Con xinh đẹp lại giàu có như thế này, đàn ông nào mà chẳng siêu lòng chứ. Con cứ yên tâm đi, còn bác ở đây ngày nào ấy thì còn lâu cái con bé đấy mới được bước chân vào nhà. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Anh Toàn, sao con lại về đây? Nếu như không phải hôm nay con để quên hồ sơ quan trọng ở nhà và con về nhà lấy, thì con mãi mãi không bao giờ biết được bí mật động trời này. Tại sao mày làm như thế với Trang Anh? Mẹ làm như vậy là nhân đạo với nó lắm rồi đấy. Lấy con 3 năm trời mà không chịu đẻ cho mẹ đứa cháu nào. Với lại gia đình nhà nó gặp khó khăn, mẹ làm như thế là giúp cả nó và cả gia đình nhà nó còn gì nữa. Chuyện động trời như thế mà mẹ coi đó là việc tốt à? Thì hóa ra là Trang Anh không hề phản bội con. Tất cả là kế hoạch của mẹ hết đúng không? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi thì con cứ để nó qua đi.
mà mẹ nghe nói con Trang Anh đã có chồng mới rồi còn gì nữa. Tôi nghe đây. Dạ thưa chủ tịch, có chuyện không xong rồi ạ. Ngôi nhà mà anh nhờ em theo dõi có động tĩnh bất thường. Có chuyện gì thế? Em nghe được tiếng cãi nhau và tiếng động đá rơi vỡ. Có lẽ cha anh đang nguy hiểm. Cậu vào căn ngăn ngay đi. Nhớ phải bảo vệ cô ấy đấy nhá. Tôi sẽ tới ngay bây giờ đây. Toàn, con đi đâu đây? Ba ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ? Để con xem hôm nay mày còn chạy đi đâu nữa. Mày cũng chạy lên đi. Nhưng mà chắc chắn là trong ngày hôm nay tao sẽ phải chơi bằng được mày, và sau đấy tao sẽ bán mày cho nhà thù mày, được chưa? Anh đừng có bảo lại gần. Hết đồ rồi. Để tao xem bằng được thôi. Đã yếu cứ thích ra đó. Đã nhát gan thì đừng bao giờ tỉnh dao nhá. Phải nó quay ở ngoài cổng, tao thấy một thằng lên dịch gặp mày rồi. Đừng yên tâm, tao đã làm thịt nó rồi. Thế buồn hay ai cứu được em nữa? Nhanh lên! Chạy ra! Thằng chó này! Mày! Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tất cả thì mà cha anh chịu đựng suốt mấy năm qua, cô sẽ đòi lại hết. Sao anh lại ở đây? Em có làm sao không? Anh xin lỗi vì đã tới muộn. Em tưởng em không còn được gặp lại anh nữa rồi chứ. Sao em ngốc thế? Anh vẫn luôn ở đây. Anh vẫn sẽ luôn ở đây bên em mà. Bây giờ mình cùng về nhà nhé. Không, chúng ta có còn là vợ chồng với nhau nữa đâu. Bây giờ mình không còn là vợ chồng thì mình kết hôn lại với nhau là được chứ gì, đúng không nào? Em tưởng anh có vị hôn phu rồi. Em ngốc lắm. Những chuyện năm xưa khi mà mẹ anh ép em ly hôn với anh đã biết hết rồi. Tại sao em không nói cho anh biết mà âm thầm chịu tất cả mọi thứ như vậy? Anh biết rồi thì cũng có thay đổi được gì đâu. Bởi vì xét về địa vị thì em cũng không xứng với anh. Hơn nữa, mẹ anh nói đúng đấy, em không thể sinh con được đâu. Anh không cho phép em nói những lời đó đâu. Anh không hề có tình cảm với My. Khi biết được tất cả mọi chuyện, anh đã rất tức giận. Nhưng mà anh cũng vui mừng vì anh biết được là không phải là em hết tình cảm với anh, đúng không? Anh không quan tâm những chuyện thân phận hay địa vị gì cả. Và càng không quan tâm là em có sinh được con hay không. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn yêu em. Em cũng yêu anh. Từ trước đến giờ, chưa lúc nào thay đổi cả. Vậy là tốt rồi. Bây giờ, mình cùng về nhà với nhau nhé. Nhưng mà... Anh hiểu. Em cảm thấy khó sống chung với mẹ anh đúng không? Em yên tâm đi, anh còn mấy căn nhà khác nữa cơ. Anh cứ thoải mái chọn một căn, sau đó sẽ làm lại từ đầu với nhau. Vậy còn My thì sao? Anh tính với cô ấy như thế nào? Với cả mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em đâu. Em đừng có nhân nhị bất cứ một điều gì nữa cả. Việc của em bây giờ là em chỉ việc an tâm làm phu nhân của chủ tịch thôi. Còn tất cả chuyện còn lại anh sẽ lo hết. Ban nãy hình như có người xuất hiện, xong rồi đánh nhau với anh Hải thì phải. À, đó là trợ lý của anh. Anh đã nhờ cậu ấy theo dõi em và xông vào cứu em. Lúc nãy khi anh đi vào thì cậu ta bị ngất ở ngoài kia. Anh đã sơ cứu rồi, em đừng lo nhé.